Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip của mình nhé. Các bạn bình luận rất là nhiều. Anh ơi, chơi ai là người khỏe nhất tem đi. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chơi ai là người khỏe nhất tem, nhưng mà qua các trò chơi đồng đội nhé các bạn nhé. Thì chơi trò gì, chúng tôi chơi cái trò liên quan chỉ hai cái lốp xe này thôi. Rồi thì bây giờ chúng tôi ra. Thì giờ tôi mới hiểu là một cặp suýt bác ngoặt mới phòng một cặp suýt để tìm đồng đội của nhau nhá. Rồi. Rồi. Sao? Em thắng. Rồi, Hiếu thắng. Rồi, phòng thắng. Phòng thắng. Thì tôi mới cả Hiếu. Đâu? Đâu em mới phòng. Đâu thắng. Đúng rồi. Ôi thế cái hai đứa kia thuật không có gì. Đấy, khỏi về thi à? Lâm trắng. Rồi các bạn ơi, vậy là tôi với bác ngoặt một đội, Hiếu mới phòng một đội. Các bạn ơi, thì cặp đôi kia lúc nào cũng đòi nhất làng với nhì làng, thật khinh thường em chúng tôi. Hôm nay anh em chúng tôi cho thế biết thì là lễ độ nhé. Phong ơi, đó. Anh ghét cái cặp kia lắm rồi, ghét cay ghét đắng lắm rồi, lúc nào cũng đòi nhất làng thật. Đã thế hôm hai nay anh mới hạ luôn. Hai thằng hôm nay là hôm nay các bạn xem tôi hạ cồn với ngọt nhé các bạn nhé. Ok. Nhục. Nói thì bảo các bạn bảo khinh hai thằng kia, mẹ nói thì các bạn bảo chúng bảo tôi tinh vi, nhưng mà thật sự là hai thằng kia không có cửa gì thật. Nếu chơi tôi với côn cho gì cũng thế thật. Tầm lăm trắng à? Ờ, lăm trắng. Rồi các bạn ơi, hôm nay cặp này mà thua là cặp này ngu dốt hả? Thằng nào thua mới đợi ngu nhá. Rồi các bạn ơi, từ giờ chúng tôi sẽ chơi trò đầu tiên. Hai đối thủ sẽ lăn cái lốp xe này về đến cột gôn bên kia. Tức là đồng đội từ cột gôn bên kia sẽ đẩy về đây. Đội nào về nhanh trước sẽ là đội chiến thắng. Em ơi, cho em chọn. Ê, các bạn, tập phòng nó hay lăn tăn về cái khoản lốp rách và lốp không. À, đúng rồi, các bạn ơi. Cho người chọn đi. Thì cái lốp này nó hơi nhỏ hơn một chút nhưng mà cũng không bao nhiêu đâu. Tôi với bác ngọt mạnh mà. Tôi chưa thấy thằng nào rốt được thằng phòng. Cái này lốp nó phẳng hơn. Thế nó đi nó nhanh hơn à? Nó dễ hơn. Phòng nó có biết cái gì đâu mà. Rồi, thế cháu ra mấy Hiếu sang bên kia đợi bác ngọt chủ trì nhá. Rồi. Các bạn ơi, thì cái trò chơi tiếp sức này thật phòng chắc chỉ đến lửa con bò kia là thằng này nó mệt nó nghỉ. Thì kèo này chắc chắn đội tôi ăn rồi. Phòng mày sẵn sàng chưa? Rồi. Tôi có phải chấp không? Tùy bác. Thôi em phải cứ nói thế thôi, chứ không nói thế thì lại khinh thường đối thủ quá. Tôi thì tôi muốn chấp đó nhưng mà sợ thằng Hiếu nó không đồng ý. Rồi. Em ơi, sẵn sàng chưa? Rồi. Rồi. 1 2 3 bắt đầu. Quy dùng năm cái đội. Cái này có sắt. Các bạn ơi, chơi trò lốp xe này mà chỉ cần để thua gái là không theo đuổi được các bạn ạ. Yeah. Mệt thật các bạn ạ. Nhưng mà các bạn thấy rất là vui, mệt thì nó sẽ tốt sức khỏe nha các bạn nhá. Mệt bây giờ nhưng sẽ được sức khỏe về sau. Các bạn nào mà yếu thể lực thì các bạn lên chơi các trò chơi vận động ấy, để nó tăng cường sức khỏe. Tăng cường sức khỏe thì nó có rất nhiều lợi thế nhá các bạn nhá. Yeah, bác ngoài đây. Rồi bạn đội kia đã bảo rồi. Các bạn ơi, phòng đang giật dẹo lắm. Trò chơi sức khỏe thì không phải sở trường của tôi. Rồi các bạn ạ, vậy là trò đầu tiên chúng tôi đã chiến thắng nhá. Thì bây giờ chúng tôi sẽ nghỉ ngơi tí sang trò thứ hai các bạn ạ. Đây, thì trò chơi sức khỏe đầu tiên là cái trò chơi nhanh thì tôi chạy không may ra tôi còn nhanh được, chứ bàn theo cái lốp xe thì nó hơi khó các bạn. Tôi hy vọng hôm nay tôi sẽ không phải gánh như thằng tới mà tôi gánh thằng tới đâu các bạn nhá. Tôi hy vọng trò thứ hai này thằng vòng sẽ thể hiện hết khả năng của mình nhá các bạn nhá. Thôi bác ngoài đây, đến trò thứ hai. Bác cháu mình hạ hồi huyệt luôn hay là thả? Em ơi, xác định từ đầu mục tiêu là lăm trắng. Không cho đội kia nó ngóc, là không có cho nó gáy. Hôm nay không cho đội nó gáy câu nào luôn thật. Không cho mở mồm luôn. Không cho mở mồm luôn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ chúng tôi sẽ trang trò thứ hai nhé. Trò thứ hai thế nào các bạn ơi? Là thì hai đội đây. Là vấn đề này do khiêng lốp xe vẫn chạy về đến gôn, rồi đồng đội đấy lại đi về đến đây. Đội nào về trước sẽ là đội chiến thắng. Ok chưa mọi người ơi? Rồi. Rồi các bạn ơi, trọng tài ơi, kêu chuẩn bị bắt đầu đi. Chuẩn bị bắt đầu. Ô,
ơi, cố lên em ơi, nhanh. Chạy mạnh lên, chạy đi đấy. Nhục này. Ui phải là nhục thế, ai cô này nhục thế. Băng ngọt kìa, quá nhục. Ôi, cái clip cái trò thứ hai này thì các bạn biết ai rồi đấy nha các bạn nhá. Bây giờ phải lăn về đây này. Không cần tính tiền nữa này đâu các bạn nhá. Bắt về đây này. Đâu tôi thử xem cái khả năng cái bên này nhẹ không thật. Thế sao thì nó chạy đơn giản thế nhỉ? Không cần biết, bây giờ chọn lốp xe rồi. Bên đấy hai người khỏe hơn thì bây giờ còn rồi canh đũa. Với đội tôi là bên kia thì bây giờ đã lẽ ra đổi phải đổi kèo sang bên này mới đúng. Không. Không sao. Đang vào đây. Đội mình mạnh thì không sợ. Nhưng mà đúng cả ban tổ chức đáng phải kiếm được hai cái bằng nhau thì nó ok. Nhưng mà không sao, đội tôi với đội bác ngọt mạnh à. Thế nào Hiếu nó cầm nó chạy băng băng thế. Anh con lần sau mà chơi cái trò về bánh xe này thì đổ ngay luôn một cái lốp này bằng cái lốp bên này nhá. Em ơi, không có kiếm làm sao được hai cái nó giống nhau. Rồi. Thì các bạn là chúng tôi chủ yếu chúng tôi làm clip vui vẻ giải trí thôi. Nó chênh nhau một tí không sao, mặc dù thua vẫn hơi cay một tí. thì qua hai trò thì mỗi đội thắng một trò nhá các bạn nhá. Thì chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và sang trò thứ ba. Các bạn ơi, thì sau cái trò chơi thứ hai thì bọn tôi cũng thấy khá thấm mệt rồi, nhưng mà được cái là hai ông nói phét kia bọn tôi bẻ gãy răng rồi các bạn ơi. Đợt này không há mồm được nhá. Đợt này còn đi lôi về, đang em lấy tôi bắt phải bê bằng được về chứ không được lắc. Quả đấy anh em chúng tôi sai lầm quá, chẳng lẽ bắt hai ông phải khênh về mới đúng các bạn ạ. Các bạn ơi, thì bây giờ nếu mà chơi để công bằng thì chúng tôi sẽ đổi bánh liên tục như vậy nhá. Cứ mỗi một vòng đổi một lần. Bên kia vừa nó nhận hai lần cái bên bánh to rồi. Sang hiệp sau thì chúng tôi sẽ lại nhận bên bé nhá. Sao bảo đội bác cháu này này bảo đội mình mạnh, bây giờ lại bảo mình bắt chơi công bằng. Đội này vừa bảo mạnh xong bây giờ lại bảo thế này. Công nhận này. Thôi bác ngoại ơi. Bác cháu mình mạnh thật mà. Bác cháu mình chơi thế này bác cháu mình thắng, bác cháu mình mới đẳng cấp. Mới hiểu các bạn đã biết bác cháu mình đúng mạnh rồi. Nhất tem thật. Sợ gì? Tôi không biết mạnh nhất tem hay không, nhưng các bạn chờ phần thi này thì các bạn biết nhá. Ok các bạn ơi. Thì trò thứ ba bác ngoại ơi lé ra. Lật bánh xe. Mọi người phải lật bánh xe. Thì lật cái này thì nó sẽ hơi lâu một chút, chúng tôi sẽ không về đến kia rồi chúng tôi quay lại đấy. Thì người đầu tiên sẽ lật đến con bò, rồi người tiếp theo nó lật từ con bò về cột gôn bên kia, mọi người hiểu chưa? Rồi. Anh làm vị trí cũ ngay. Tức là chỉ một đường thôi gì? Đúng rồi. Ok. 3, 2, 1 bắt đầu. Thua luôn rồi. Lăn nào? Lăn em ơi, rõ ràng lắm em ơi.
Thế anh là trọng tài hay hai cameraman là trọng tài? Em ơi, thua chơi công bằng. Không công bằng không gì hết. Rồi các bạn ơi, trò này nếu mà đội bạn không chơi lại, đội bạn sẽ xử thua nhá. Không. Phòng nó chơi lăn rồi các bạn ạ. Đấy là cố tình nó. Chứ không bình thường thì nó cũng được thôi, nhưng mà đây là kiểu hơi gian lận một tí, cố tình rồi các bạn ạ. Thế giờ để cho công bằng chúng tôi chơi lại nhá các bạn nhá. Các bạn ơi, thì ở trận đấu vừa nãy thì anh Phòng đã chơi gian lận nhá. Thì giờ tôi sẽ cho hai đội thi đấu lại nhá. Hai đội sẵn sàng chưa? Rồi. 3 2 1 ô bắt đầu. Anh Hiếu lăn trước rồi nhá. Phát thẻ vàng. Các bạn ơi, anh Hiếu chịu thua rồi đấy. Anh Hiếu bứt tốc nhưng mà có lẽ không kịp. Anh Hiếu hoài rồi. Cố lên. Trận này chắc không đuổi được. Rồi thay ca, thay ca. Thôi tôi vẫn mạnh nhanh rồi các bạn. Chắc gì vòng trước đâu. Vòng trước bên này thua, bên này có ngắt về có 8B không? Chưa, chưa rồi đấy. Qua dép em cơ mà. Chưa. Đợi. Các bạn mệt quá, giờ không ấy được thôi. Không xong đâu, không khả năng độ kia về đấy kiểu ơi. Bên bắt kia chơi hộ rồi. Rồi, bây giờ bắt đầu kia nó phải lật. Em phải lật đi. Đây đã về đích đâu. Phòng trước bác khác gì. Em vào đấy là ta bỏ cuộc, bọn mày về đích rồi là thế. Rồi, ok bác ngoại lên về đi. Giờ là win nha các bạn ơi. Các bạn ơi, thật sự là mệt thật. Thế nhưng mà thật sự là thôi, bác cháu mình từ giờ không lên gáy mạnh nữa các bạn ạ. Cái vòng mà phạm luật kia là mới đầu thì chúng tôi chơi cái này, nhưng mà để chơi công bằng thì chúng tôi đã đổi lại. Đấy, thì đổi lại cái này thì chúng tôi thắng luôn các bạn ạ. Đấy, tóm lại là tỷ số bây giờ đang là 3-1. Thì nếu mà có lần sau 2-1. Thì 2-1. Nếu mà có cả lần sau thì ban tổ chức sẽ cố gắng kiếm ra hai cái nó bằng nhau cho nó cân bằng cho mọi người đối tị. Nhưng mà đối thủ các bạn là cũng rất là trẻ, cũng rất là khỏe đấy. Tôi mới bác ngoặt chỉ gãy thế để cho video nó tấu hài đâu các bạn hiểu không? Chứ thật sự hai thằng này nó cũng rất là khỏe. Rồi các bạn ạ, thì chúng tôi sẽ nghỉ ngơi tí rồi chúng tôi sang trò thứ tư nhá, thứ năm nhá. Rồi các bạn ơi, thì trò thứ tư chúng tôi sẽ vác ở trên vai đi về đến cột gôn bên kia, và đồng đội ở cột gôn bên kia đi lại về đây. Đội là chiến thắng sẽ, đội là về trước sẽ là đội chiến thắng nhá. Thì cái này nó lặn thì có đồng đội sẽ hỗ trợ lên vai mình nhá. Rồi trọng tài. Các bạn ơi, lượt đầu rồi thì để tôi hạ thằng Hiếu trước các bạn nhá. Nhưng thằng Hiếu nó mạnh lắm, thật là nó khỏe hơn tôi thật. Các nhưng bạn quan này, trọng là nó độ cố gắng của nó không bằng tôi. Các bạn này chưa biết mèo nào ăn mèo nào đâu các bạn. Tôi không nói nhiều, tôi không gáy. Bây giờ tôi sẽ không gáy nữa, tôi thử hành thôi các bạn. Rồi trọng tài lui ra đây, giờ đồng đội phụ lên trên vai này. Rồi. Trọng tài, hai đội sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Lên. Trời. Anh Phòng cố lên, anh Phòng ơi, thắng rồi. Cố lên em ơi. Nhìn này nó không được kịp rồi. Chạy lên. Thế là anh Phòng mạnh thế. Cứ ngăn chặt à? Em bây giờ mạnh thế nhỉ? Ôi các bạn ơi, tôi một tí nữa được vượt lên rồi, tí xíu nữa.
Lẽ ra cái đoạn trận này để Côn đấu với Hiếu mới đúng, nó hai thằng khỏe bằng nhau, mình lại sai lầm quá. Không đi được. Lặng rồi vài mút được tôi các bạn ạ. Từng dễ ăn, người mạnh thật. Rồi các bạn ơi. Vậy là qua 4 trò thì tỷ số đang là 2-2 nhá. Thì là chúng tôi sẽ nghỉ ngơi. Chúng tôi sang vòng thứ 5, vòng quyết định các bạn ạ. Nhớ cảm giác như nào khi chiến thắng này? Quá sướng các bạn ạ. Hạ được đội thứ thật được phần thi nào lăm trắng thi đấy. Lăm trắng à. Bây giờ vẫn đang chỉ số cân kèo nhá. Vòng này anh nếu mà cái vòng còn... kia mà tôi lật xe mà tôi trơn tru hơn tí là về đấy thua luôn. Không đến vòng thứ 4 này luôn thật. Các bạn ơi, thật sự là bọn tôi là muốn cho nó video nó hay rồi nó găng nó thả đấy. Em phải quan trọng là cái vòng 5 sẽ là vòng quyết định nhá các bạn nhá. Đội nào thua vẫn là đội ngu. Đúng rồi. Ôi các bạn ạ. Thì qua 4 trò chơi thì đang 2-2 nhá. Thì 4 trò chơi thì mỗi đội có cái này to cái này nhỏ này. Thì trò thứ 5 chúng tôi sẽ chơi công bằng nhá. Thì hai đội đều phải khiêng cái này đi về đến cột gôn trên kia rồi chạy về đây. Thì chúng tôi sẽ chơi từng đội một rồi bấm giờ xem đội nào là nhanh hơn nữa các bạn hiểu không? Vì nếu mà chơi cùng một lúc thì cái này nó nặng hơn thì bên nào phải cái này thì bên đấy thiệt. Giờ chúng tôi chỉ chơi một cái này thôi nhá để cho công bằng này. Rồi. Rồi, đội chúng tôi sẽ chơi trận đầu tiên nhé các bạn nhá. Trận này tôi tính là trong vòng 1 phút 3, không đến 1 phút 30 giây về đây. Máy quay chuẩn bị. Cứ lên đi xong rồi bấm giờ nhá. Rồi. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi. Thời gian của đội Côn là được. Rồi chưa? Rồi. Rồi, thời gian của đội phòng bắt đầu. Rồi. Thật là như có cửa gì. Thôi em ơi. Xin đi. Thôi em ơi. Thời gian không? Em nghỉ. Xin hay không xin có phải thôi, quyết tâm phải về đến đích nha các bạn. Em ơi, vẫn là về bên kia đấy, không phải đội bạn đấm lưng rồi nhá. Tụi lên em ơi. Rồi các bạn ơi, thế này thì tôi khẳng định là thua tôi với bác Ngoạt rồi. Thời gian mới chưa hết 1 phút thôi, em ơi cứ đi từ từ bình tĩnh, thằng bạn về nước được, cơm được. Em ơi cơm chứ ăn gì. Em ơi. Từ từ đứng lên nói tâm sự tí, chưa ăn cơm gì em. Các bác bảo đây đừng kệ cho đội họ chơi không. Chứ mình có cản trở gì đâu hả? Chưa ăn cơm gì cơ. À, không đi con bò nó đá vào đít ra. Bò ơi, đi ra đây em. Đừng nhìn vào mắt này. Cố lên, thời gian giờ mới trôi hết hơn 1 phút các bạn ơi, 1 phút 24 giây. Đi bộ. Yếu thật, hai đội chất yếu thế. Trò thứ 5 thua, cay thật các bạn. Đấy các bạn ơi, trò thứ 5 chúng tôi sẽ chơi công bằng nhá. Mấy trò trước thì cái bánh lặng, cái bánh nhẹ. Thì trò này chúng tôi đã chơi công bằng rồi. Đều sử dụng một cái bánh này. Ôi thật sự luôn các bạn. Ôi trời trời. Ngay mà gọi là thi à. Buông ngồi bên này buông rồi. Đứng. Em mà chơi thì quyết tâm phải lán. Đừng lán, em đứng vào lán. Thoải mái đi em. Thôi. Không có ai là làng của anh ạ. Em ơi. Nghiêng đi. Bác ăn bác còn nản thế này. Đó đây. Mới bắt đầu chơi hết 2 phút mà. Bác được ngồi ăn không bác còn nản. Cố lên em ơi. Cố lên. Em ơi đừng nghe đối thủ gái em hiểu không. Đối thủ đánh đòn tâm lý đây này. Hiếu thế. Cố gắng lên. Trời mắng Hiếu, phòng này mắng Hiếu rồi. Nào về đi. Các bạn ơi, cái lốp xe này tôi ước chừng khoảng 70-80 kg. Nhưng mà đấy là tôi ước chừng thôi, không biết có được tầm đấy hay là hơn không. Tôi nghĩ nó cũng xấp xỉ tầm đấy đấy, vì hai người khiêng rất là lặng. Rồi bấm giờ hết giờ này. Như vậy là thời gian của đội họ rất là tròn các bạn, 2 phút 30 giây. Dùng tích tắc. Rồi các bạn ơi, vận động viên lắng quá đã đi vào trong kia rồi. Rồi Hiếu ơi, bấm giờ. Giờ tôi, các bạn ơi, phần thi của anh em tôi thua rồi các bạn. Đâu rồi anh ấy thi đâu, bọn anh thi đâu, biết đâu, thật ra khi bọn anh bỏ húc thì biết thế nào. Còn bọn anh mạnh mà. Bọn anh mới con hổ già, yếu lắm. Mạnh mà, bọn anh mạnh mà. Bây giờ nếu mà anh chừng anh hết khoảng bao nhiêu? Không, nó nhiều quá, đội này bêu tôi lắm. Giờ cho đội này chuyển chiêu thôi các bạn nhé. Đội tôi cùng nắm hết 1 phút 20 giây. Đấy là nhiều ấy. Còn không thì chắc chỉ tầm 1 phút thôi. Rồi, cho xa vào. Cho gần tận như cháu như thế này nè. Rồi, ok. Rồi, hai người chuẩn bị chưa? Rồi. 1, 2, 3, bắt đầu.
do máy quay chạy không kịp luôn các bạn ạ. Tâm ơi, chấn thần dây thừng nhỉ. Đây. À, tôi đã bảo máy quay cẩn thận này. Làm gì có chơi hơn 1 phút rồi các bạn ạ. Làm gì có chơi hơn 1 phút nhanh thế em. Cả 1 phút. Các bạn đi vào chỗ mát thôi. Bao giây, dừng cho bao giây. Bao giây, bao giây. Các bạn ơi. Thời gian hết có 4 giây thôi các bạn. Thế lại các bạn làm sao mà nhìn thấy được 44 giây nhá các bạn nhá. Công nhận là mệt thật các bạn ạ. Nhưng mà mệt bây giờ thì các bạn sẽ khỏe về sau, khỏe về mọi hôm. Nhưng mà kể mà ban tổ chức kiếm được cái chỗ mát chơi hơn thì anh em nó đỡ mất sức các bạn ạ. Nhưng mà không có chỗ mát thì anh em chúng tôi vẫn rất là luôn luôn cố gắng và nỗ lực mỗi ngày nhá, để ra video thật là hay cho anh em xem. Anh em nào mà thấy video hay hay là thấy không hay thì anh chị cứ chia sẻ cho mọi người khác cùng xem nhá. Nhưng mà mệt thật. Các bạn ơi, vậy là sau 5 trò thì đội chúng tôi đã thắng 3 trò, tức là đội chúng tôi đã chiến thắng rồi các bạn ạ. Đội Hiếu với đội Phòng thua nhá. Thì tôi sẽ banh cho bác Ngọt 500, về 1 triệu thì có 500 của tôi, các bạn hiểu không? Rồi, các bạn mà thấy video hay các bạn hãy chia sẻ video cho mọi người khác cùng xem nhé. Và các bạn thích chúng tôi chơi map gì, hay là có bạn nào mà ở gần chỗ tôi muốn thi đấu với chúng tôi cái lốp xe này thì các bạn cứ đến đây nhá các bạn nhá. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.